Kết hôn hơn nửa thập kỷ nhưng Trấn Thành chưa quá ba lần quát nạt Hari Won, lý do đằng sau khiến khán giả đau xót. Đây cũng là lý do giúp Trấn Thành Hari Won trở thành cặp đôi vợ chồng quốc dân. Mới đây, Hari Won đã có bài đăng gây chú ý trên trang Facebook cá nhân cùng dòng trạng thái từng lúc cưới nhau về. Đến giờ anh ấy chỉ cãi nhau đúng hai lần thôi. Nếu chỉ đọc mỗi tiêu đề, chắc chắn hẳn khán giả sẽ khó tin đây là sự thật. Thế nhưng khi xem hết đoạn video, ai nấy cũng đều rưng rưng nước mắt. Theo đó, lý do khiến vợ chồng Trấn Thành Hari Won ít cãi nhau chính là bệnh tình của Hari Won. Nam nghệ sĩ tiết lộ mỗi lần căng thẳng, Hari Won sẽ bị tụt canxi. Anh từng chứng kiến hai lần vợ mình bị co giật, méo miệng vì hội chứng này. Tất cả đều xuất phát từ cãi nhau. Chia sẻ của Trấn Thành khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Tuy nhiên trên tất cả khán giả thấy được sự thấu hiểu, chia sẻ yêu thương vợ của nam nghệ sĩ Trấn Thành Hari Won hẹn hò đầu năm 2016 và quyết về chung nhà sau đó không lâu. Trước khi kết hôn, cả hai chịu áp lực lớn từ dư luận. Hari Won và Trấn Thành bị cho là bám víu, đánh bóng tên tuổi và danh tiếng. Trước những sóng gió, Trấn Thành Hari Won càng chứng minh tình yêu vĩnh cửu. 5 năm sau khi kết hôn, cả hai vẫn nguyên vẹn ngọn lửa tình yêu, không ngần ngại thể hiện cử chỉ thân mật ở nơi công chúng. Hari Won từng cho biết cuộc đời của cô, đầu tiên đến giờ, gì cũng thấy sai, chỉ khi lấy Trấn Thành là không sai. Về phía ông xã, anh cũng không hết lời khen ngợi vợ. Với một người phụ nữ phức tạp như tôi, nói thẳng luôn là tôi rất mau chán. Sống cùng nhau 5 năm rồi Hari Won phải tuyệt vời như thế nào? Ngày 16 tháng 2 vừa qua, Trấn Thành Hari Won đã kỷ niệm 5 năm ngày cưới với sự kiện trọng đại và Trấn Thành đã tặng dòng ca Anh Cứ Đi Đi chiếc túi hiệu trị giá 1 tỷ đồng cùng vô số lời đường mật.